À, hơi bơ gà rán quá, thèm quá. Đưa vô đây. Đưa mua này về mình nó ăn. Có ở nhà bên nè. Nhà mình có một cái nè. Papa, papa. Phải trả lại cho chú. Mình nó lấy của người ta, đây ở Việt Nam không thích lấy rồi, bỏ nè. Bỏ là cho anh cậu đi. Rồi, để bỏ lại. Được. Đẹp. Như một con sò. Bữa bị gì vậy con? Trời ơi, nhiều thú bông quá. Lúc sụp khi dữ. Nè. Ô, cái lê của này hay lắm nè. Nó cái đâu cái chìa khóa. Xe à, xe xe. Móc chìa khóa. Đây phải cầm cái gì đó. Cho ba coi coi. Quả xe. Oh, fire truck. Một đống fire truck luôn. Ngon quá ta. Rồi chép lại cho con. Đây đây. Trời ơi, bên mình dễ thương quá vậy. Dễ thương chân. Và sao? Giờ kiếm được con gì? Con đất. Kiếm được con đất rồi hả? Ừ. Cất lại cho cô đi. Chưa donut. Có donut rồi vợ. Cái gì donut? Nè bật đi bật đi. That's a Captain America. Này cất đâu rồi? Này cất cái đâu? Vơ đâu? Vơ vơ. Vơ. Rồi. Ủa sao mua đó hả? À, không mua đó. Trả lại cho cô. Trả lại cho kệ. Nhà bánh này Ly ơi, mới nhà bánh này luôn. Nhà bánh này là 90 ngàn. 90 ngàn 2 túi. Quá trời game luôn. Wow, rất là playground. Quá trời bánh. Nhảy vô, nhảy vô, nhảy vô. Đa, ế, dừng đập chân đâu á. Đứng á. Còn bánh này không đầy. Bánh này xinh nè.
kêu quá. Cho lên cho con. Chạy bá, chạy cho chị. Chạy cho chị. Ôi, mất cái ô tô đó rồi. Đi đâu? Đi đâu? Ôi, nhảy dữ vậy. Trời, cháu lên giỏi này. Chạy lên coi con coi. Trời, xin cái con chị. Nhanh lên, lấy đèo nhanh lên, con nạp xài. Lấy đèo dưới á, ở dưới, ở dưới, ở dưới. Để xuống nè, tôi đang chạy lên. Really fast. Nào chạy từ đây nè, Lê. Come here. Lê. Ô Lê, ơi, ơi, this way. This way. Đứng ở đây nè. Đứng ở đây. Đứng ở đây nè Ly. Sẽ vô. Get the groove on. Get the groove on. Lên đây Ly. Come here. Chơi khác, chơi khác. Lên. Yeah. Khỏe dữ à. Sophie không chơi. Chồng quay thấy hả? Có té đau ta. Trời ơi đất ơi. Mê rồi. Mới sụp sụp. Em mê Ly rồi. Em muốn đừng về. Đó em mê Ly rồi. Đào chân có điểm được.
đau chân ở đây cũng được. Rồi nó bán nó mua đồ quá trời à. Đâu? Ờ chốt này to rồi. Được. Để mình mấy cọc chơi ở đấy bị à. Để mình mấy cọc này. Cùng này giống cùng với trong xe hơi à. Giống như học xuất sắc á. Hay quá làm tròn quay à. Vui cắt đẹp à. Nó cắt cái hộp vuông mà cho cái cạnh nó tròn nó mấy. Mấy á, mấy rồi. Ba cái đồ gỗ cái đại á. Ờ, tái chế lại. Lấy sâu này múc rồi ba. Để đập bớt kìa. Bán cái hàng miếng đi. Bán cái hàng miếng đi. Ê, lại chơi đâu đó, bán ra. Nó đi coi lẽ. Ngồi đây đẩy xuống cái slide này. Anh mặc anh chơi. Không phải cái ai hết. Lên chơi play ra bên kia hả? Bên kia có cái slide kìa. Over here. Giỏi. Còn anh trước. Good job. Yeah, ngồi xuống. Cái chân xuống từ từ thôi nha, đưa đít xuống, ngồi xuống, đúng rồi. Ngồi xuống. Good, ngồi xuống. Bám chắc. Good, fly down từ từ. Yeah. Từ đổ lên. Yeah. Đâu đâu. Yeah, good job. Hay quá. Rồi, ok. Ủa, Vy đâu ra vậy? Bên kia kìa Vy, Vy, Vy cái hành trình bên kia kìa. Yeah, yeah. Yeah, no.
bên kỹ quá kìa. Cho anh chơi cái kìa. Để lên, để lên, để lên. Rồi ra, cho anh chơi. Ra. Cho anh chơi luôn. Về đi. Đánh cách chưa? Có bánh gì bè bèo, mì bánh trắng, mì chập dĩa. Ok, bánh bèo chén, bánh bèo chén. Bánh bèo chén, bánh bèo mà trong trong. Ăn cái bánh khọt là bánh khọt gì không? Nóng quá, không dám vô. Đi đâu không? Hôm nay mình đi ăn bánh khọt Cô Ba, Sài Gòn. Cô Ba. Cô Ba là Vũng Tàu. Cô Ba Vũng Tàu. Rồi, giờ không ăn giới thiệu đi. Đây. Đây là bánh khọt nè. Bánh khọt nhà thập cẩm. Bánh khọt là chắc chả cá quá, thập cẩm hả? Thập cẩm nè, đó. Đây là một phần như vậy là 8 cái. Còn đây là bánh xèo nè. Áo 15B6. Bánh xèo đây, bánh xèo thập đường chiên đây. Hấp dẫn chưa? Bánh xèo của cô Ba Vũng Tàu đây, đó. Đã chưa xèo luôn. Ông ăn gì ông giới thiệu cho anh? Hồi nãy bánh khọt, bánh xèo với lại món gì hồi nãy? Ok. Đây. Cô Ba Vũng Tàu. Số 1 Hoàng Hoa Thám hả? À, số 1. Ngon lắm. Ngon hả? Để coi nha. Trước mắt là hơi lo lo rồi đó. Lo là không có máy lạnh rồi đó. Vậy là chắc em thường có đi ăn ngoài không? Tài xế đi tính chỗ người xe lao động rồi mất tiền đây. Con em chú vậy? Con em chú vậy? Chắc bắt đầu nói rồi mày. Bánh bèo chén á. Trời ơi, bánh bèo chén hay quá chị, em thấy này dẹp ra đi. Bánh bèo chén á. Đã quá. Thích lắm. Nếu mà chị mình có order cho bánh bèo chén. Đúng rồi, order cái bánh xèo chanh. Cái này anh thấy mà bà ăn á, bà ăn bà lấy thật ra. Nhưng mà nó dính. Soho Coffee Half Circle. Linh lần. Sữa chân châu đường đen không? Sữa tươi chân châu đường đen không? Pha đúng không? Anh muốn trà sữa. Hay là sữa tươi full topping? Nhiều lắm. Trà gừng còn không? Còn rồi. Trà đẹp bằng giá hơi rẻ nhất 49 ngàn. Nó được rẻ hotel đó. Ở hotel bán tới 7-9 ngàn một cái. Chị vô đi chung mà. Ba mua gì vậy bác? Cà phê sữa đá. Thank you.
trái thơ bấm bông lan. Cô tặng thêm một hộp nữa, ok. Tại vì mua được thì 5 tặng 1. Đây, bánh bông lan trứng muối nào. Mua 5 tặng 1 như vậy là mua 10 tặng tới 2 hả? Đâu có làm tới lễ luôn. Lễ. Thì sẽ nãy đưa 400. Thì đúng rồi, 300 lấy theo 350. 350. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn gia đình mình nha. Lại có xuống chơi cả mọi mình nha chị. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn dễ quá. Cảm ơn dễ quá. Không, cái này người ta review cốt lắm. Rồi, con xuống con đạp đi. Con đạp đi. Thôi, Barbie ơi, treo leo quá Barbie ơi. Đứa bơi trên sông. Xe mình vào. Là bơi vào. Té. Đi nhớ con chỉ con sao không làm gì. Để đi. Ngồi ba, đâu đấy? Baby ơi. Cái nó ngồi, ngồi có 7 phần. Không được, không được. Rồi quay. Quay bơ đạp cho, bơ đạp trong quay nè. Wow, giỏi, giỏi. Ngang hết chân đạp lên đây. Ngang đạp. Trời ơi, đạp giỏi quá. Wow. Wow. Lên luôn đi. Con nghe nan hết cái hộp cơm đã xanh nha, con má mẹ cháy ba mỡ hồng nè, với lại nồi canh thôi dễ thương chưa, canh nó chê mặn chịu, nó ngoại nè, không phải tại cái cua làm nó mặn, nó mặn rồi lót te nè, hồi nãy chơi đây nè, nãy đang nắng giờ chiều cái rụp rồi, rồi để cho không có đồ cắt, tính giờ này chứ có kèm cắt, giờ này bên Mỹ nó sáng chang chang như là ba giờ chiều, trời ơi nó ngủ dậy nó khóc quá trời. Nhân viên là giờ này là sắc trưng. Cái nó ôm cái giày đó. Ông cứ nhảy đó. Nó nhảy. Không nóng em coi tặng. Rồi gì? Đi chơi nó ngồi nó khóc hoài à. Nó ra đi đòi ba nó đâu bố. Con làm gì có? Vậy hả? Xong cái mẹ nó mới mua mấy cái cuốn sách mà tông màu á, ví dụ dụ nó mỗi đứa một cuốn, nó ngồi nó mới đăng tông màu mẹ nó về. Tóc tích tóc bánh tóc. Bữa làm tiếng tóc tóc hay lắm, bữa làm tiếng tóc tóc luôn. Ủa làm hay quá. Làm được, bà làm được luôn à, bà chuyên môn làm tiếng đó, bà làm tiếng tóc tóc cho đi. Trời mới 6 giờ tối rồi. 6 giờ mặt trời lặn. Rồi. Ừ, ai đi làm về hết. Xe bus đi về đó. Mình đi vào một cái nhà hàng gọi là đẹp bè. Nhà hàng có biển. Nhà hàng nhìn ra biển luôn. Giống như tiểu hấp gì đó. Đã được rồi. Được rồi. Mấy người nó tắm anh Trung. Thấy nhấp vô với biển quá chừng. Có không? Có. Cái này sao tắm được ba? Không, cái mình xa xa đó là phao người ta đánh cá rồi đó. Ủa mày hả? Dạ không hả? Ở đằng xa xa đó là mấy cái phao à, bè rồi á. Dạ. Biển này là không tắm được anh ơi. Dạ, khúc này, 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 khúc này, khúc này cũng có mà người ta tắm mấy người tập thể dục, tôi tắm ở trong bờ sát sát đây. Dạ, đứng ít đá. Biển còn đá mà. Xa đá thôi. Ở khúc này là chỉ có mấy người tập thể dục dân địa phương đây đó. Dạ, ta tập xong ta hồi xưa cái khu này ô nhiễm nữa. Dạ, gọi là ta ngâm nước biển chứ không phải là ta ngâm thôi. Không có tôm chai nữa.
con với ba má với anh có được ăn cơm chay bao giờ chưa? Đi bao nhiêu lần đó, những tên nó đóng cửa, nó thấy bốn người này tới nó đóng cửa. Đi cùng. Và bản đẹp nè. Biệt thự là farm luôn nè. Một đối diện là có núi Đức Mẹ nè. Ông dưới đây, dưới đây. Tôm này nó cái đầu nó mập úi rồi. What kind of shrimp is this? Sao tôm này đầu chà bè ra mi? Look. Nó nằm ngửa nó chết rồi kìa. Đẹp như ri. An Di Đắc đi bộ ra đây được. Wow. Mình đang đi lầu. Biển ở đây nữa. Quá wow, đẹp. Rồi em này đứt tét chân rồi. Em này đứt tét chân rồi, đi em ở dưới. Dạ, đi bộ với biển luôn không bà. Kệ đi không có mang dép về đứt chân. Rồi Thảo với ngoại đây tập chơi. Dạ. Rồi đúng ở ánh sáng luôn, trời đẹp quá. Dạ gỡ thì dạ dạ dạ. Rồi 2 3. Có ngon sao chập. Rồi đẹp quá. Có đèn này hát vô. Mà Yến. Lại lên mất hết á. Kêu cả nhà ra đi. Cả nhà ra chụp hình chỗ này đẹp quá em ơi. Đúng. Ra chụp hình nó mất hết, cái xe xe này không đẹp nữa. Làm 10 vô nữa, kéo 10 vô đứng. Wow, té nhà vô không được đâu con. Cái này cảnh đẹp quá. Lẹ. Rồi đứng đây hết nè, đứng đây chụp hình đi. Rồi đứng đây đi. Rồi mời. Rồi, bà Trung chụp hình nè. Bà Trung vô ba. Bà Trung với anh Thành. Bà Thành vô luôn. Bà Trung chụp hình nè. Vô luôn bà Thành. Bà Trung ngồi đứng bên kia. Bà Thành vô Thành ơi. Mẹ Thái thiếu. Bà ngoại, bà ngoại. 2 3 2 3. Mời tài xế. Tội nghiệp người ta. Dạ. Còn con tại ngày cuối cùng. Cái thùng bên em mấy là ủa. Vậy là mình lấy một cái cùng đó. Dạ, cái thùng bên gần